Dạ, của chú Lân Phương thật là tuyệt vời. Chỉ một chi tiết ly cà phê sữa đá đó quý vị, nó làm ống lòng rất là nhiều người xung quanh. Từ đó giờ Quỳnh Linh làm chương trình rất là nhiều chung với anh Chí Tài. Chưa bao giờ thấy anh mời mình một ly cà phê sữa đá. Chưa bao giờ thấy anh Chí Tài mời mình một ly cà phê sữa đá. Tại vì anh Chí Tài là uống của Việt Hương, ăn của Việt Hương rồi, cho nên không có chuyện mà mua cho ai hết á. Chí Tài là chưa bao giờ mời ai bất cứ cái gì hết. Tại sao vậy nhé? Đừng buồn. Ủa sao Duyên? Thì vì anh nổi tiếng là người trong nghệ sĩ bao giờ cũng tiền vào mà không bao giờ có một đồng nào ra hết. Đó. Anh còn hơn Thần Tỳ Hưu nữa. Đã, đúng rồi đó. Trong nghề gọi anh Tài là Tỳ Hưu á, đi vô không có đi ra. Anh Tài ơi, em nghe em cảm động bây giờ ngồi rơi nước mắt. Tại vì mới hôm trước anh mới tặng cho em hai trái xoài đó. Không có mua xoài cho mình ăn đó cả nhà. Trời. Anh ơi, xoài đó của em á. Chị ruột của em gửi lên cho anh Tài lấy tặng anh đó, anh không mua đâu. Thôi, cảm ơn mọi người. Thấy quý vị không, thấy nghệ sĩ rất là vui.